Rồi hôm nay ta học về nghệ thăm thơ thơ. Đây là câu lý nghệ. Từ nghệ và câm má. Coi sự từ câm má này. Từ câm má này á, không phải là đây cũng là dịch từ nghiệp của em á. Để câm má này là việc làm. Thăm má là cái việc làm. Thì có ba cái việc làm. Tức là ba loại nghiệp á. Nghiệp thân. Nghiệp. Lời nói là ngữ. Và nghiệp ba là nghiệp ý. Mới tổng quát mới về nghiệp là chúng ta có ba loại như vậy. Thì mỗi cái nó sẽ cho một cái quả riêng hết. Đấy. Ví dụ chúng ta tạo nghiệp về thân. Làm nghiệp về thân. Để cho kết quả trước viên á, kết quả thứ nhất á, mỗi quả chánh của nó á. Bây giờ về thân. Ví dụ chúng ta thấy rằng giống như á, hãy mình đánh người, người sẽ bị người đánh lại. Nè. Khi mình đánh người sẽ bị người đánh lại. Cái đó là cái quả chánh của nó. Nên trong cái quả chánh này nó còn cái quả phụ nữa. Phụ nó cũng liên hệ đến thân. Ở đây cái chỗ mà liên hệ đến thân này á, chúng ta cần phải lưu ý cái chánh nó nhận thức được nó rồi. Mà còn cái phụ cũng phải liên hệ tới nó nữa. Nè. Thì từng bước chúng ta sẽ đi. Chúng ta có ba loại nghiệp là thân, nữ, ý. Thì nếu mà nghiệp là người thân á, phạm nghiệp thân, phạm nghiệp thân nó sẽ liên hệ tới phần chính á, ở về thân. Về phụ á, có liên hệ đến thân. Tương tự vậy chúng ta sẽ có, nếu như là phạm nghiệp là nói, tức là làm việc này là nói á, thì nó cũng chính loại quả chính đó, nó cho quả chính về lời nói. Mà gia phụ có liên hệ về lời nói, tương tự với ý ý của ngài, cái này mô thức chung. Trong ba loại này nè, cái quả nó liên hệ tới ý. Còn cái phụ của nó là có liên hệ chính lễ và chính lễ. Nó là phụ rồi có liên hệ đến đi. Lo ra một thức chung. Từ nói trước hôm nay chúng ta thấy là nghiệp có hai loại này. Nghiệp có hai loại.
Bây giờ chúng ta chỉ nói hai loại thôi chứ thật sự nó nhiều. Nhưng mà cái hai loại chính của nó là thiện và bất thiện. Chúng ta không thích vậy chúng ta dễ nhớ. Bây giờ tạo nghiệp về thân nè, về thiện nè. Đó là nghiệp thân về thiện. Nghiệp thiện về thân. Rõ ràng đó, trong kinh mà Nghiệp Phân Biệt Kinh đó, Đức Phật Ngài đưa cái ví dụ này rất là rõ nè. Người nào từ bỏ gậy gộc lao tượng, không làm tao đổi chúng sanh khác, nếu được sanh làm người sẽ là người mạnh khỏe. À, có nghiệp thiện và thân, từ bỏ gậy gộc lao tượng, không dùng thân để làm đau khổ chúng sanh khác, nếu được sanh làm người sẽ là người mạnh khỏe. Còn nếu không có từ bỏ gậy gộc đau tượng, dùng gậy gộc đau tượng đánh đập chúng sanh khác, nếu được sanh làm người sẽ là người bị bệnh nhiều. Đấy, nếu chúng ta thấy nó về thân thì cái nghiệp đó, cái nghiệp về thân này nè, cái tránh của nó là thân rồi, nhưng mà cái phụ của nó liên hệ tới cái thân. Bệnh gì? Đấy, cái bệnh đó nó có dai dẳng, nó có kéo dài đau khổ hay không? Đau khổ cái mạnh mà cái mãnh lực, cái đau khổ của nó đó, cái khổ thọ của nó nhiều hay ít nè. Ví dụ chúng ta thấy giống như Đức Phật á, làm cho chúng sanh khác bị cái ngày dùng thuốc để mà làm cho người khác đi chảy này kia đó, để cái mảnh thời gian của người chúng sanh nó đau khổ nó ít. Để Đức Thầy, Đức Tôn này cũng vậy, sau khi ngày đi ngày mà sắp sửa viên Phật rồi đó, từ buổi trưa đến anh buổi tối rồi bị kiết lỵ, sau khi ăn thịt heo rừng vào nấu sữa vào. Thì cái nghiệp này nó liên hệ tới thân. Cái bệnh á, bệnh gì vậy? Chứ không phải ai cũng bệnh giống nhau đó. Có người bệnh gan, có người bệnh tim, có người bệnh thận, vân vân. Tất cả cái đó nó là kết quả của nghiệp thân cực thiện. Mà cái phần chủ yếu là mình dùng gậy gộc đao trượng mình đánh đập chúng sanh khác, gây đau khổ chúng sanh khác. Bây giờ mình thấy ai nhận lại, nhận lại là mà cái mức độ nó kéo dài đó, dài hay ngắn nữa ra sao mà nó có liên hệ tới cái loại bệnh nó như thế nào. Cái bệnh cảm sốt thì nó khác, cái khổ thọ cũng nhưng mà nó khác. Cái khổ thọ phát sinh thân nó khác, cái mức độ của cái khổ của nó mà về bị cảm hay gì đó nó khác. Có nhiều người không bị bệnh nè, mà bị gãy giò chẳng hạn, nên tất cả cái đó nó liên hệ tới thân. Nếu đi xe chẳng hạn vậy, trợt té hay gì đó rồi gãy giò nứt giò phải nằm băng bột chẳng hạn, thì cái tránh về thân nó dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái liên hệ của nó, liên hệ tới nó này, cái liên hệ tới nó đó, nó đa dạng vô cùng. Đa dạng vô cùng. Bây giờ chúng ta nói về cái nghiệp bất thiện thôi, đánh đập chúng sinh khác, sau này là cái thân mình nó đau yếu. Nó đau yếu đó, ngoài mình bật ra không nói. Mà cái sức mạnh của người này không có luôn. Nè, có nhiều người ra, tại sao có nhiều người có rất nhiều sức mạnh, mà có nhiều người là không có sức mạnh. Nè, nhưng mà không có, nó có thuộc về dạng mà liên hệ về thân.
Bây giờ chúng ta nói về cái ví dụ chúng ta làm đi không? Ví dụ về nghiệp thiện về thân, nghiệp thiện về thân như nặng này. Nếu nghiệp thiện về thân nó dẫn tới cái chánh, cái quả chánh của nó đó. Còn về thân, còn quả phụ của nó có liên hệ đến thân. Chúng ta lấy ví dụ giống như quả một trong những quả thiện chúng ta thôi nè. Cho nên khi mà chúng ta làm việc thiện vậy đó, chúng ta phải nếu về thân thì đừng có nghĩ là mình làm như vậy là tốt, nó còn có những cái thiếu sót mình trong đó, bởi vì nó có tính liên hệ tới thân, cái quả phụ liên hệ tới thân. Giờ thí dụ như vậy, chúng ta lấy cái gì nè, cúng dường cái tăng em, cúng dường lớn cái tăng, chúng ta thấy qua bức tường cái này có người Phật tử từng làm đúng không? Phải không? Mình cho tăng đúng không? Rồi mấy ông sẽ bắt cái dân quê đúng không? Phải không? Bây giờ con dân con cúng dường đến mấy sư, mấy sư bây giờ mới sẽ ăn được không? Được không? Có được không? Bây giờ để cái mâm nữa bạch mấy sư, rồi bà sư con xin cúng dường sư, rồi để đó lại mà sư ăn nó có phạm không? Có phạm không? Không nha. Phải có lời nói rồi xong rồi đó, ăn là không có phạm nha. Nhưng mà nhiều niệm sư bày vẽ đó, không phải dâng lên thì kia sư thọ, phải không? Có phải không? Sư màu mè quá ha, phải không? Không có màu mè. Nhưng mà khi mà cái mình nói ra lấy cái nghiệp thiện về ngữ rồi, là nói rồi, mình nói rồi, là nghiệp thiện về ý rồi, là nói rồi đúng không? Nuôi vợ thân mình nè, mà mình không làm đó, thì sau này á, cái âm thanh mình á, bị cái quả chánh nó liên hệ tới âm thanh nè, cái lời nói mình đã tác bạch cũng dường đúng không? Đó là cái ngữ nghiệp rồi đúng không? Mà ngữ nghiệp nó thiện đúng không? Thì sau này cái âm thanh mình nó dễ nghe, dễ du dương lại cái truyền cảm nè. Nhưng mà thân mình không làm á, nhỏ con nó xấu xí mà âm thanh rất là ngọt ngào. Trên đời này có người đó không? Có không? Đấy. Âm thanh rất là ngọt à, nhưng mà cái tướng thì xuống bắc à, tướng xuống bắc. Nên là nó không phải là các ngày xưa mà nó là màu mè đâu, còn dân người dân rồi để ăn là được rồi, cần phải kêu dân chứ nữa. Nhưng mà tưởng muốn tạo nghiệp vậy, nghiệp được thật thì mình dâng lên như vậy đó, cái thân này sau này nó được xinh đẹp, cái thân nó xinh đẹp, cái chỗ nào mà nó đáng đầy thì nó đầy, chỗ nào không đáng đầy thì nó là khuyết, nó hài hòa với nhau. Nó nói thiệt đó nha, cái chỗ mà khuyết là cái đầy lên, là chỗ mà đầy mà khuyết lên á, cái bụng cần thon mà cho nó phì ra là không có đẹp chút nào hết. Cái đó nói thiệt á. Có nhiều người cái tay như tay sẽ lên chút xíu rồi, còn ngày có nhiều người mà cái bàn tay này rất là, riêng cái bàn tay rất là lớn là một nè, cái hai cùng tay rất là dày nữa mạnh, cái hạn như vậy. Thì tất cả những cái đó nó có liên hệ tới thân. Ê, nhưng mà phải do đó khi mà làm việc thiện đó, về thân á, thì mà khi quỳ để mà dân kéo một cái tư cách như thế nào,
cho hai người dân sư cũng được. Cái này nó có chỗ đẹp chỗ xấu đáng chịu. Chúng ta thêm ra thật ra à, con dân sư này, con dân sư ông sư này, con dân sư mai mốt mắc lá đáng chịu. Đây ông sư đứng đây nè, người dân dân đàng hoàng đúng không, cũng tỉnh đúng không, nghe con xin dân sư mắt ngó đây thì mai mốt á, mai mốt rồi ngó đây thì ngó đây nè. Nên nghe là làm tất cả những công việc đó nó thì phải chú ý nè quý vị, đảnh đại Phật. Rồi bây giờ cái lượng kỹ năng mà cái tâm nó đẹp rồi đúng không, chứ không nó đẹp đâu, nhưng mà nó tương đối đi, tương đối tốt, nhưng mà cái cũ của nó nếu mình dâng lên nè, bàn tay mình sau này có nhiều sức mạnh không chừng nè, khi mình quỳ dưới vậy nó sau này có nhiều người quỳ lại như mình. Đó là những cái mà liên hệ tới thân, để người ta gặp mình đâu người ta quỳ xuống đảnh lễ đúng không, thì những cái người ta quỳ xuống đảnh lễ đó đó nó phải tự nhiên đâu, không phải, mà đây cái quả của cái phước của người đó nè, chứ không phải là tự nhiên. Trên đời này không có gì tự nhiên hết á, đã sẽ nói sẽ đập đi đập lại các vị rằng ở trên đời này không có cái gì gọi là tự nhiên cả, mà tất cả nó chỉ phải là có nhân có quả mới được. Không có nhân không có quả là không có kết quả, bắt buộc. Tôi thấy người ta đi, một cái người đi người ta quỳ xuống lại nó tự nhiên vậy, không có tự nhiên. Mà ngày xưa người ta làm việc phước vậy đó, người ta dưới tâm cung kính, bây giờ được người ta cung kính thật. Nè, nghe hiểu chú nói không? Bây giờ chúng ta mới hội thượng cái gì thường lễ Phật mà. Nếu vô trời nên cũng theo nghi thức mà lên cái quỳ xuống lại. Mà cái đầu óc cũng rộng, không có chú ý gì hết. Mà cái tác ý mạnh, cái sự chú ý mạnh hay yếu nó làm cái quả nó tăng hay không tăng. Nên cái ngồi quỳ xuống thì giống như nít vậy, xa xa. Như thứ nít kia là đại bảo cái con, thì cũng sợ đúng không? Nó tái cũng lại, chắc như xong rồi, xong nhiệm vụ trả bài rồi. Làm như vậy phước có không? Có. Lớn không? Không. Không. Nè. Mà mình lại như thế nào, mình lại cách trang nghiêm cung kính, chứ không phải vô cái theo nghi thức rồi vô cái niệm á, rồi đốt ba ngàn cắm xuống là lại ba cái là xong rồi, lễ Phật xong rồi. Để sau này cái thân cũng thể ấy, nhưng mà tốt đẹp chưa chắc là tốt. Nói về cái thân thôi nha, chưa nói về cái ý nha, mấy cái thân thôi á. Còn về cái lời nói thuộc về thiện, ngữ nghiệp thiện, phải hả? Chúng ta nói về thân thế nè, chưa hết này, thân nó mẹ là thân gần là thuộc về thiện á. Nghĩa là dùng thân để làm những điều có ích lợi đến mình và đến người. Đến mình rồi, đến người. Dùng cái thân để làm những gì kết lại. Chúng ta ví dụ giống như là chúng ta nè, ví dụ đảnh lễ Phật, vừa đảnh lễ Phật
Bánh đại Phật vậy có lợi cho mình phải không? Có không? Có lợi cho người không? Kể mà mình đánh lại Phật có lợi cho người không? Có không? Lợi sao? Họ thấy mình chung kính nghe bạn nghe họ cười quá. Thấy ra nói trong cái trường hợp này nó hay quá, lợi nên là có lợi cho mình trước cái này chẳng vậy đúng không? Phải không? Lợi cho ta nè, có lợi cho người không? Nó có trường hợp có trường hợp không? Nè bây giờ đến đại lợi nè, thì cái phụ của nó nè có lợi cho người. Khi người thấy thì thành theo, người thấy được thành theo. Để thấy mình đi chung với người ta, thấy người ta vô lễ Phật mình cũng lễ, mình đứng mình lễ không lễ Phật hơn cũng kỳ nha. Để trường hợp này gọi là tâm hữu trợ đó. Cái người thứ hai mà lễ Phật đó, nó gọi là tâm hữu trợ đó. Thấy có người khác làm rồi chứ mà làm theo đó. Nó được, ví dụ như làm cái thùng nước đèn có người đó, cúng dường nè, thùng nước đèn có không? Hành động nó tốt không? Tốt không? Về thân thấy tốt, nhưng mà về ý khoan coi lại đúng không? Đúng không? Mà trước mắt đang nói về thân đúng không? Về cái hành động nó tốt không? Được. Người khác đi ăn chung thấy ông người kia bỏ vô đồng hồ tiền, lẽ mình cũng bỏ coi mang tiếng keo kẹt cũng tì quá đúng không? Rồi không ít thì nhiều cũng bỏ vô. Cái đó là khiến cho người khác có cũng có lợi đúng không? Nếu người đó làm theo, còn nếu người đó không làm theo thì coi như về. Phải mà đúng không? Dạ. Rồi trường hợp thứ hai là không có lợi cái người, khi người ấy không được thành đạt. Cho nên chúng ta thấy trong kinh văn đó, mà nói về thân á, ngoại trừ của Đức Phật, ngoại trừ 80 tướng, 32 đại nhân tướng, 80 tướng đẹp rồi đó. Ra đó, mỗi buổi sáng mà trước khi Ngài đi bát đó, thì Ngài vẫn y cho nó tề chỉnh, không có xúc xích bao giờ. Nó những cái nếp nhăn đó, Ngài nó vuốt lại cho nó thẳng. Mà Ngài đi á, cái thái độ Ngài đi á, không nhanh mà cũng không chậm, nó đều. Và mà khi mà Ngài nhìn ấy, không bao giờ Ngài lắc đầu qua lắc đầu lại, không bao giờ. Ví dụ giờ mình á mang cái bệnh mà bệnh truyền miên mà bất trị là cẩu thả quan rồi đúng không? Mình mà nhà giàu mà muốn nhìn người nhìn này đúng không? Muốn nhìn này đúng không? Phải không? Mà người khác nhìn vô á, đối mình á người ta không nói gì đâu, nhưng mà ví dụ cái người đó mà có quan quyền cao đó, chức tước đó, mà nhìn kìa đó thấy nhìn thấy tướng kỳ quá, không phải là bậc đại nhân đúng không? Thì người ta có thể là xì xầm bàn tán phía xa lưng. Mà cái điều đó mang hại đến người chứ không phải mà ai mà xâm xì bàn tán Đức Phật thì sao ạ? Cái người mà che trách Đức Phật á, người đó tốt hay xấu? Người đó bị quả tốt hay quả xấu? Có hiểu không? Cho nên á, không phải là Ngài là một cách để bảo diễn biểu diễn cái tôi mình đâu, nhưng mà tránh người khác chỉ trích Ngài. Mà khi những người khác mà chỉ trích Ngài đó thì đau khổ đến cái vậy đó. Cho nên cái Ngài nhìn á, với nhìn con voi chúa đó, bây giờ Ngài đứng đây nè, Ngài muốn nhìn đây nè, không phải như mình nó lắc vậy đó, mà Ngài muốn nhìn vậy đó, Ngài nhìn xoay toàn thân qua
nghe cái cổ này cũng nhắc luôn á. Mày muốn nhìn á, trả lại đây nghe, nó xây người mà không ra cái cổ thì không bao giờ lại đọc. Nghĩa là cái nhìn của con voi chúa đây lần cuối ngày nhìn kinh thành Wesley lần cuối, giống như cái nhìn con voi chúa đây lần cuối cùng Như Lai nhìn thấy Wesley và ngày ra đi. Từ đó là ra đi thì vài ngày sau là ngày niết bàn luôn. Cho nên ai qua Ấn Độ cái bên cái Wesley á, từ kinh thành Wesley đến chỗ mà Đức Phật ngày niết bàn nó không có xa lắm, mà khoảng chừng hai mấy cây số, mấy cây số. Và Đức Phật ngày đi rất là thẳng thớm, không nhanh không chậm. Cho nên người ta không có một cái gì mà người ta chê, dù có ghét ngài chăng nữa, dù có khó chịu với Đức Phật chăng nữa đó, thì cũng không tìm ra một cái lỗi để mà chê Đức Phật. Mà sở dĩ ngài làm vậy để cho tránh làm cái lợi cho người chứ không phải vậy. Còn có lợi cho người thứ hai nữa đó, với một cái phong cách về thân à, mà trang nghiêm thanh tịnh như vậy đó, đem lại niềm tin cho những người chưa có niềm tin, những người ai có trí. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của ai? Asti. Trong quá trình đi tìm đạo của hai dung sĩ của Bá Túc Xá tới ngày Xá Lợi Phất á, của Bá Túc Xá và con Yết Bá. Con Yết Bá là ai? Ngày Mục Kiều Liên á. Thì ngày Xá Lợi Phất mà cái tên Xá Lợi Phất là sao này? Trước đó ngài tên là của Bát Xá. Và sau khi mà ngài xuất gia được Đức Phật ngài đưa lên làm đại đệ tử cánh tay phải của Như Lai đó, thì từ đó giống như kiểu là chiên cái tên này nè, không có gọi cái thẳng ngài là của Bát Xá nữa, mà gọi cái tên kia là con Bà Sari. Cho nên Sariputta là cái tên được xuất hiện sau này nha. Còn cái tên này trước khi mà ngài thành bậc A-la-hán tên là Upasa. Cho nên trong cái bài kinh mà tạm xe đó ngài già nói chuyện với ngài Buddha ngài Buôn Ná, con của bà Măng Ta Ni. Vậy này là để giúp về nhà xuất phát. Vậy này là cháu của ngài Kiều Trần Như. Cái giai đoạn đầu á chưa có vấn đề mà gọi là xuất gia theo như kiểu như bây giờ mình thấy á, tượng chứ tăng vô rồi khoảng 10 vị rồi xuống na chú mê thành tê sân khô tin các ngài hãy nghe tôi tình á. Ngày xưa không có cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn đầu á, khi mà Đức Phật trong cái hạ thứ nhất, trong mùa hạ thứ nhất, chưa trọn vẹn mùa hạ thứ nhất. Vì bây giờ trên thế gian này có 61 vị A-la-hán. Trên thế gian này có 61 vị A-la-hán, một vị Chánh Minh Giác và 50 vị là A-la-hán. 50 vị A-la-hán này thì có là những ngày Kiều Như là 55 anh em ngày Giác Lá bạn mẹ đó. Giác Lá là danh tiếng
Vậy bây giờ Đức Phật nói này, các đoàn sĩ giả Như Lai hãy ra đi, mang chân lý đến cho những người có trí. Hãy ra đi một người một hướng, đừng đi một hướng hai người. Hãy giảng chân lý đến cho những ai có cái tâm mà có trí là thấy được pháp. Thì bây giờ ra đi nha. Thì ngài Kiều Trần Như nói Đức Phật là cho phép vậy. Nhờ trước tiên á, trong đó lúc đó ngài Kiều Trần Như á, lớn tuổi hơn Đức Phật á. Lúc mà Bồ Tát mới vừa sanh ra đó, thì tối thiểu gì ngài Kiều Trần Như cũng là 18 tuổi, tối thiểu. Bởi vì trong 8 ông Bà La Môn mà xem tướng của Bồ Tát á, thì ngài Kiều Trần Như là nhỏ nhất, nổi tiếng là thần đồng tướng pháp. Trong 108 không? 108 vị, mà tuyển chọn 8 vị. Mà trong đó ngài Kiều Trần Như đứng trong cái đó, mà là trẻ tuổi nhất, mà xem như là thần đồng về chim tinh học á, về nhân tử học á. Am Tường cái thời cái tuổi mà khoảng 18 đến 20 tuổi mà Am Tường ba tạng phải đà luôn cả rồi, đại nhân tướng đứng vô hàng ngũ 8 ông Bà La Môn, người số 1 cũng rồi đó, đứng vô hàng ngũ đó thì không phải là dở. Mình sẽ nói đến lúc đó thì chính ngài Kiều Như là cái người tiên đoán rằng cái ông này chỉ có ngón tay một à, tức là chỉ có con đường một đi thôi mà xuất gia thành Phật thôi, còn mấy bảy ông kia được hai ngón tay. Con phải tự sanh ra đó, nếu ở tại gia sẽ là chuyển quân vương, còn nếu xuất gia đó sẽ là chánh đẳng giác. Riêng ngài Kiều Trần Như chỉ có một ngón tay một đó, ông này phải đi xuất gia, phải tự sẽ đi xuất gia nhẹ sẽ thành bậc chánh đẳng giác. Lúc con nghe ông vua Tịnh Phạn quýnh lên, không vui mà quýnh lên, có đứa con trai đầu lòng nè, mới có đứa con trai đầu lòng. 3-4 ngày sau nó có thêm đứa thứ hai nữa, ông đó là Ninh Đá. Ninh Đá là em của em một cha khác mẹ với Bồ Tát. Đó mà Đức Vua Tịnh Phạn đang kỳ vọng cái ông con trai lớn mình, mà nghe nói vậy thấy khó chịu quá. Rồi thôi các ngài vậy chứ, thấy tự thấy gì mà đi xuất gia. Nó thấy giờ người già, người bệnh, người chết, dòng sư sa môn á, đi xuất gia nè. Bởi đó là sao, trong cung của Thái tử Sĩ Lạc Ta đó, ai cung phi á đã đẹp rồi không nói nha, vừa xuất hiện vết nhăn cái mặt á, đi ra thấy người khác vô, đại khái chỉ 18-25 thôi, 26 về giường về hưu nha. Nam cũng vậy, không thấy cái nít cái vết già trên mặt, lại sợ mà em thấy già cái ông bỏ đi tu thì sao. Còn mấy ông sư á mà đi vô cái thành đó thì ở cái thành Ca Tỳ La Vệ á, vô cái cổng thành á mời không cho vô ra nhớ, sợ á cái ông Thái tử này không thấy người không sao ông đi xuất gia sao. Đừng nói người bệnh nha, đừng nói người chết nha, càng không cho thấy nữa. Bà già mà còn không cho thấy, đừng nói người bệnh, người chết. Nhưng mà bốn cái hiện tượng đó chính là chư thiên hiện ra để nhắc nhở. Chứ trong cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ không có đâu. Thì ngài Kiều Trần Như này á, là cái người mà đi vận động năm bốn người khác tới Hồng Hạ Đức Phật đó, Hồng Hạ Bồ Tát đó. Mà khi mà cho về đó thì ngài Kiều Trần Như này á, lúc đó ngài Kiều Trần Như độ khoảng 55 rồi, gần 60 tuổi. Nếu tính là 20 tuổi là thành đồng rồi đó, để mà ngồi nằm ở trong coi tướng đó. Thì lúc đó Bồ Tát mà thành đạo đó là 35 tuổi đúng không? Phải không? Mà nếu lúc trước đó là ngài Kiều Như là 20 tuổi thì lúc đó ngài Kiều Như khoảng 55 tuổi. Mà nếu mà tuổi còn cao hơn nữa thì tính cao hơn thêm nữa. Đấy. Thì nếu mà cho phép rồi, không có ngẫm nghĩ bây giờ mình tới độ ai đây?
Thì nhớ trong nhà còn lại người cháu, kêu ngài bằng cậu, đó là Bun Ná. Về với cái ngài Bun Ná này, Bun Ná này, ta tìm được pháp bất tử là xuất gia đi. Người ta thành để đạt được pháp bất tử, ngài Bun Ná là nghe vậy, quan hỷ. Đang có 180 triệu người về. Người được hưởng 180 triệu. Ông cắt cô độc, xây cái chùa Kỳ Viên, mua đất xây chùa Kỳ Viên luôn, cả thánh thành chỉ có 540 triệu thôi. Đó là chiếm 1/3. Cái tài sản phải là nhỏ thôi nha. Mà nghe nó bỏ đi rồi. Mày giai đoạn đầu xuất gia đó. Thì nhiều người muốn xuất gia mới đưa về vườn Mai Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới ngẫm nghĩ vậy đó, đi tu mà sao cực khổ quá. Đi tu phải trèo đèo lội suối rồi đi tới rồi đi xin xuất gia. Để làm giảm cái cực khổ của thầy trò. Đức Phật nói này, các thầy cô bây giờ cái người thấy có ai mà muốn xuất gia đó, cứ cho xuất gia đi. Hỏi là tức đâu xuất gia sao? Đọc à, bút thăng sáu năng cách xa mấy, thăm ăn sáu năng cách xa mấy, sân căn sáu năng cách xa mấy, ba lần là thành tội tuyệt không. Nên cái tâm quy của bây giờ mấy con em mới lòng thành kính quy Phật, con em mới thành kính quy Pháp, không hiểu được cái đó, không thấy cái giá trị lớn. Mà mình phải thấy rồi, mình quan nghĩ cái đó là cái giai đoạn đầu sơ khởi đó. Nó xây dựng sự nghiệp từ mấy cái đó đó, từ ba câu đó. Cái Phật giáo này xây dựng sự nghiệp từ ba câu. Nếu cho xuất gia bố thân sa lăng cách cha mỹ, thâm năng sa lăng cách cha mỹ, song thân sa lăng cách cha mỹ, đưa tí dâm bế ta tí dâm bế là thành tổ thị từ cô ạ. Có phải là ai sơ lập tổ cũng từ ba cái câu đó ra không? Bây giờ mình con em đồng mình nguyên nguyên mà coi bình thường quá cho nó thất bại cho mình nè. Cái mình không có dám cái thấm nhung được cái ân tăng. Mình hiểu là lúc đó giây phút này, ngày xưa giây phút này mình đã trở thành là cái người đồng sư rồi đó. Hiểu không? Có hiểu không? Mà không nghĩ được á thì là mình thất bại rồi. Thất bại lớn luôn á. Thì ngày á thì mình như về đó. Không kêu quần áo cho cha đâu. Ghê chúng ta trong lần hạ hết hạ thứ nhất, bước đầu bây giờ hạ thứ hai. Ngài Bun Ná ở đây, ở trong cái làng đó. Thì trong cái mùa hạ thứ hai đó, thì sáu vị tử hoàng gia mà cái nghe này á, nói nó gỡ gần thành Cáp Lóc Thú đó. Tại quê hương của ngài chừng như ở Cáp Lóc Thú rồi. Môn Bà La Môn Sanh Tướng ở tại Cáp Lóc Thú được mời tới mà. Thì cái mùa hạ thứ hai này đó, ngài Bun Ná ngày hôm nay xuất gia rồi, tới ngày cuối mùa hạ thứ hai á là sáu vị tử quần xuất gia trong đống ngày hôm ta. Ngài luôn có thái là thay Đức Phật về thành Vương Xá Nhập Hạ. Hạ thứ nhất, hạ thứ hai, hạ thứ ba, hạ thứ tư, bốn hạ này Đức Phật đều đem cứ mùa mưa tại thành Vương Xá, tại Trúc Lâm. Mùa hạ thứ năm an cư tại Wesley nè. Thì lúc đó khi mà xuất gia thì mấy ngày kia kéo về thành Vương Xá. Rồi đến ngày hôm ta không chịu đi. Nên nó dẫn nó lại cái tay ngày ta đó. Mà sẵn gần đó còn luyến lưu hoàng cung chút. Nè, nó không có chịu đi ra Đức Phật. Tới nha, hạ chung. Thì khi đó là Bun Ná nó biết bài pháp, nghe cái bài pháp này ngày nay cũng phải gì trên ngài thầy tiếp dẫn của ngài ta chính là ngài Bun Ná. Lúc đó ngài Bun Ná mới được khai hạ, mới một hạ, có thể là như là một hạ.
Thì khi mà về á, là hết cái mùa hạ xong á, mới về đó tầm sáng mạnh lại Đức Phật, Đức Phật nói ai ngài biết rồi, không có ai mà qua được Đức Phật đó. Nhưng mà cố tình ngài hỏi ai mà giảng pháp cho Phật tùng thâm hạnh qua hỷ ngài lên dạy của ngài của nữa thì quá ông giảng hay lắm. Để có ngày sẽ là Phật nghe. Nó đợi, nếu mà đợi bữa nay tới ta sẽ gặp tới để mà là kết giao vô mày. Mà có ngày sao Phật mới vừa được tấn công là đại đệ tử. Nó mùa hạ thứ hai mà. Thì rằm tháng giêng mùa hạ thứ nhất á, rằm tháng giêng mùa hạ thứ nhất á thì ngài được tấn thông rồi. Mới được năm mà, mới lên chức được năm mà. Thì khi đó ngài Minh Á về, ngài sao là Phật tới hỏi. Ở đạo thì nói là ngài Minh Á giải thích cái bài kinh tạm xe đó. Nè, giới tịnh. Còn kêu là giới tịnh. Đức gia trong này trước tiên phải có giới tịnh chứ. Giới tâm tạch trước, giới tâm tạch nó dẫn tới tâm thanh tạch. Tâm tịnh. Rồi tâm thanh tịnh này mới dẫn tới là thấy tâm tạch, biết tịnh. Thấy, nó thấy được tâm tạch là nó không còn nghi ngờ nữa, là nó nghi tịnh. Khi đã tạo không còn nghi ngờ nữa, lúc đó là thực hành, thực hành thực tịnh. Mà thực hành thân nó dẫn tới giải thoát và giải thoát thực tịnh. Và biết được giải thoát thực tịnh rồi giải thoát chưa kiến thực tịnh. Đây là bảy tạo. Đây là tầm xe. Bảy tạo. Bài kinh này hình thiền rất là quan trọng. Mà sau khi hỏi xong tôi rồi đó, hỏi đạo xong tôi đó, vấn đạo xong. Ngài Bồ Na nó hỏi ra, thưa hàng giả tên là gì? Mà hỏi pháp này, ung dung mày trả lời hết. Mà không có chỗ nào mà ngài sẽ không bắt bẻ được hết nha. Rồi xong tôi nói, thưa hàng giả tôi đang nói chuyện với ai đây? Hàng giả tên gì nghe? Ngài sẽ bắt nói, thưa hàng giả tôi tên là Phú Bát Tích Xá. Bậc đồng phạm hạnh gọi tôi là Sariputta. Đấy, nhớ cái đó đó. Cho nên xin nói hồi nãy đó, cái tên ngài Xá Lợi Phất là Upatissa. Nhưng mà sau này khi mà lên rồi gọi là thượng thủ tinh văn rồi á, thì các vị kia mới né qua bên, không gọi trực tiếp tên nó mà gọi là Sariputta là con bà Sari. Nên ngài Xá Lợi Phất nói, thưa hiền giả, tôi tên là Upatissa. Các độc bậc đồng phạm hạnh gọi tôi là Sariputta, nhớ. Mới nằm trong bài kinh tạm xe. Chứ không phải ngày tự ngày xin ngày là Sariputta đâu, không phải. Mà do người khác gọi. Các bậc đồng phạm hạnh gọi tôi là Sariputta, tức là con của bà Sari. Còn tên thật của ngài là Upatissa. Nói dẫn chứng như vậy đó. Nói cái sách mất cái vợ. Thì trong cái bước quá trình đi hành đạo đó, mà qua quá trình đi tìm đạo giải thoát đó, thì du sĩ của Bát Xá thấy ngài A-sát-chí. A-sát-chí là một trong cái người năm ở trong cái nhóm năm kiều trần như. Vậy này là vậy chứng đắc đạo quả vừa lưu sau cùng trong năm vậy. Nhưng cùng chứng đắc quả là hắn trong bài kinh vô ngã tướng định. Nhà ngày 16 đó, nhà ngày 16 âm lịch đó, tại đêm 16 đó, Đức Thế Tôn ngài đến bên kinh Thiện Hóa Vương. Đêm mà ngày 16 đó, Thiện Hóa Vương. Dứt ngài, dứt cái bài kinh này, chỉ có mình ngài Kiều Như chứng đắc thôi. Ngài đi nhất chỉ có ngài Kiều Như thôi. Mời nghỉ sáng hôm sau, một ngày đi bác con nuôi mang về để cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng đó. Thì trong ngày còn lại đó, Đức Phật ngài chăm sóc 4 ngày.
Để trong ngày thứ hai á, một vị chứng quả vị lâu tiếp, cứ lần lượt mỗi ngày cái một vị chứng đắc. Và ngày vào ngày thứ năm á, với nhau ngày thứ 20 á, 16, 17, 18, 19, 20 á, và ngày 20 âm lịch đó, thì ngày cuối cùng chứng đắc là ngày Asti. Asti được dịch là mã thắng, được dịch nó là mã thắng. Asá là con ngựa, nó chí ná là ý là thắng rồi. Asá chí là dịch là mã thắng. Nhưng mà sư không phải dịch theo kiểu này, chỉ có đọc tư tiếp tiếng Mali luôn. Asá chí không lẽ dịch cái sinh rơ không sạch ca sĩ có cũng kỳ. Để sinh rơ là ca sĩ đúng không? Chết rồi không, cái sinh ra đọc dịch là không ca sĩ, đâu có đúng đâu, phải không? Đọc nguyên cái gốc không đi. Thì cái thân tướng mà nghiêm trang đỉnh đạt của ngài Sĩ Trí đó, bây giờ du sĩ Bách Sát ông Sa Môn như thế này chưa, tao chưa được. Cho nên cái thân tướng đó, cái việc làm người thân đó, em tới lợi ích đó, làm lợi ích cho cái du sĩ Bách Sát mới đi tới. Nhưng mà giờ này ngày đang đi bác thôi, mình đi tới mình hỏi pháp không được, vậy là không hợp thời. Đây cái người trí là nghĩ vậy. Cái đi theo rồi ha, nói khi ngài sẽ trí kiếm được thức ăn xong xưa rồi, ngài đi tới một cái chỗ ngồi thì du sĩ này biết rồi đó, mới tới dọn dẹp trước nè, rồi lấy cái tội cụ mình trải ra tỉnh ngài ngồi. Ngài Sĩ ngồi tự nhiên thẳng nhiên ngồi, ngồi dùng cơm sao. Nhưng mà no rồi á, ngài Du Sĩ Bách Xá mới dâng, mới dâng nước trong cái bầu mình đang mang theo á, mình đã rửa tay sao, rồi đảnh lễ ngồi bên bên. Nói bạch ngài, bạch đạo sư ngài là ai, dạy ngài cái pháp gì. Ngài Sĩ Trí thường du sĩ vừa chống đối lắm, nên nói rằng này du sĩ, tôi mới xuất gia chưa hiểu nhiều. Nói ngày cứ hỏi ngày ngày cứ hiểu như vậy, nói còn phận cái bộ phận con còn lại của con phải hiểu nhiều chuyện của con. Ngày sáng là Phật, ngày một kiền liên á, là am tường ba bộ phải đàn một lòng luôn á, chứ không có dở đâu. Ngài Sĩ Trí nói là các pháp sinh lên do một nhân, cái nhân nói việc, pháp nói việc, Đức Phật bậc đại sư ông ngài thường dạy như vậy, nghe hai câu đầu thôi chứng bại vừa rồi. Các pháp sinh lên do một nhân, cái nhân nói việc, pháp nói việc, xong rồi, xong bại vừa rồi, còn mình nghe hoài xong rồi, không lấy, mình là được siêu quá. Nghe hoài các pháp sinh lên do nhân, khi nhân nói việc pháp nói việc, vừa nghe xong chứng quả liền. Rồi nó hai ngày khỏi đi, khỏi thiết gì nhiều nữa, nó đủ rồi. Nhưng mà quên nói giai đoạn này, vào ngày thứ sáu cái bậc ngày thiếu là bài kinh vô ngã ứng trên, tức là anh hết phá Lắc Hà Na là quân tướng, Anh Tá là quân ngã. Đó là kinh vô ngã tướng á, hay là cái tướng vô ngã. Thì nghe xong cả 6 ngày đều chứng quả A La Hán hết. Đó thì cái tướng ngã cũng ký làm vậy đó, ngày hôm qua tới xá về chứng quả vừa đâu đó, ngày đừng á, như nó đủ rồi ngày, khỏi biết hết. Con sẽ tới lãnh lễ ra bậc đạo sư của mình. Giờ mới nói du sĩ cô đi bá làm ngày một kỳ liên sau này đó, con có một bà Múc Ca Ly á, Múc Ca La Ná cũng là tên được gọi Múc Ca La Ná, là một kỳ anh, là một kỳ liên đó, tức là con của bà Múc Ca Ly. Và
Ngài tên là Cô Di Tá. Nghe xong á, Ngài Sa Mất thì thuyết lại hai câu Ngài một kiện cũng chứng quả dự luôn ngay. Rồi mới đi ra mới tuyên bố mới rủ ông Sanh Gia Giá, thầy mình đi, Sanh Gia nó không đi. Cho nên ở đây mới nói rằng cái chính cái thân tướng, cái việc làm từ thân của Ngài Sa Chí mang lợi ích đến người khác. Nếu Ngài mà sốc sớt thì chắc là du sĩ Ubat Thất Xá này không có tôn trọng đâu, không kính trọng. Hiểu không? Mà đã không kính trọng rồi, chưa chắc mà đã nghe thì chưa chắc không có được. Chưa chắc gì là Ubat Thất Xá có thể, cái đây cũng có thôi, nhưng mà sẽ thời gian sẽ chậm đi. Chứ không có nhanh được, lúc đó nhanh. Cái nghiệp về thân nó như vậy. Mới nghiệp về thân nè. Nghiệp thân mà có đó, thứ nhất là lễ Phật. Thứ hai, nó là dùng thân thì tạo việc thiện đó. Nè, cũng giờ. Thường là hai cái đối người Phật tử chúng ta, hai cái này là tránh. Cho nên có nhiều người làm biếng nói thôi á, cũng vừa mâm quê đi, ghé chị lên chị cúng đi cũng được. Nhưng mà đánh mất cơ hội. Hiểu chỗ này không? Dạ hiểu. Mà cái chuyện làm biếng này thì nhiều lắm. Mà ai dân cũng được mà, thì cũng ai dân cũng được. Phải không? Nhưng mà mình dân là mình có lợi hơn hay không có lợi nữa hay không? Cứ đùng đẩy nhau, chị lên dân đi, chị lên dân đi. Dạ, ngại quá, ngại đứng dậy bắt công lên đúng không? Không, bà sư nhiễm vì thấy người ta lâu lâu cũng đi chùa, bây giờ hết vừa. Sao? Không có vừa nè. Không vừa, tự nhiên lâu lâu thấy người ta mới đi chùa, mình vừa cho người ta dân mong muốn. Cùng nhau lên lên được không? Dạ, cần phải ngựa. Cùng nhau dịnh lên được không? Dạ được. Nữa sao không làm, phải nhượng. Từ bi ghê. Mà lễ Phật nè, trước khi lễ Phật á, không ai tới làm cái hội gì lễ. Dành 2 giây thôi, hay 3 giây thôi. Mới nhìn cái đoạn đó. Ừ, cái thân được rồi. Chứ mấy rồi xong nói cái quỳ xuống lại 3 cái nhảy lên là xong. Không phải chuyện đó đâu. Mà thường thấy vậy á, xăm ra chính địa xong á, chạy lên thắp ba nha đi chứ cũng được. Gì không thắp ba nha, nói là không bao giờ nhìn Kim Thân Phật. Mà khi mắt nhìn Kim Thân Phật có phải là nghiệp thân không? Phải không? Mà Kim Thân Phật á, có đáng nhìn không? Đáng sao không làm? Có nhiều người lên ghé quỳ xuống lại không được, không nhìn. Có không? Chuyện này có không? Mà nhìn Kim Thân Phật vậy đó, nó nghiệp thân đó. Nó chưa nói cái nghiệp ý. Nhưng mà thấy cái ảnh Phật vậy đó, cái lòng mình có thể dịu lại không? Cái tâm mình có thể nhẹ nhàng lại không? Nhưng mà nó không chịu làm. Mình đang thất bại đó. Thứ hai nữa, cái Kim Thân Phật nè, cái Kim Thân Phật mà suy giảng lại, nó nói là không phải là Phật, không phải là Phật. Cái lầm lẫn Kim Thân Phật là ông Phật đó là sai rồi đó. Phước là không thấy mà thấy tà kiến lầm đó. Cái Kim Thân Phật mà cho là ông Phật đó, là sai, là tà kiến. Quỳ xuống lại lại Phật, đừng có phước, không có phước. Bây giờ tà kiến sẽ có phước được. Ông Phật có dạy hả? Ông Phật có dạy. Cái Kim Thân Phật không phải là ông Phật nha, không phải Đức Phật nha. Mà cứ nghĩ đây là Đức Phật không thì là sai chứ. Mà sai là tà kiến đúng không? Mà tâm đang có tà kiến thì có phước không? Không có phước. Cái hình thức thấy có phước nhưng mà thật sự không có phước.
Mà kim thân Phật nè, cái biểu tượng, biểu tượng thân Đức Phật. Nó cái biểu tượng ân Đức Phật. Mà sư thường lấy ví dụ giống như cái lá cờ nước á, lá cờ nước á là cái mảnh vải thôi. Lá cờ đỏ có coi sao vàng biết không? Có ai biết không? Có người không biết hả? À? Mà sở dĩ mà khi mà kéo cờ lên mà đứng nghiêm trang đó, không phải là chào cờ đâu. Cờ không có gì phải chào, nó miếng vải không cần gì phải chào. Nhưng mà thật sự ý nghĩa khi mà mình chào cờ đó là mình chào cái tinh thần của dân tộc đó. Mấy cái khác là mình làm chào cái hồn nước đó, cái hồn của đất nước đó, mấy tinh thần dân tộc đó. Cái lá cờ người ta hay bỏ lá cờ này có lá cờ khác, nhưng mà cái tinh thần của dân tộc đó không thể bỏ được. Cái lá cờ có thể bỏ lá cờ này làm lá cờ khác, lá cờ nhỏ bỏ làm lá cờ lớn. Nếu lá cờ lớn một bỏ không có tiền mua lá cờ nhỏ, được không? Nhưng mà tinh thần nước không thể, không thể mà làm lớn nhỏ được. Tinh thần lá cờ nó phải bỏ chế độ cũ, xài lá cờ vàng ba sắc đỏ, chế độ mới bỏ cờ vàng ba sắc đỏ, cờ nước hiện tại đúng không? Cờ nước vẫn có thể bỏ đúng không? Vẫn có thể thay đổi đúng không? Nhưng mà tinh thần không bao giờ thay đổi. Cái hiểu chỗ này không? Có đồng ý không? Cũng vậy, cái kim thân Phật này nè, cái kim thân Phật này nè, có thể thay đổi nè. Kim thân Phật này đang là một giấy đúng không? Bỏ là bằng gỗ, được không? Bằng gỗ một phải không? Bỏ là bằng đá, được không? Nè, mà đá bể bỏ đúng không? Đá bỏ bể phải không? Bỏ là bằng ngọc, ngọc bích á. Biết tượng ngọc bích không? Triển lãm tùm lum, cũng nhờ đó sẽ tiên nghĩ lại. Nhưng mà cái kim thân Phật này có thể bỏ, nhưng mà ân Đức Phật không thể. Cũng như lá cờ nước có thể thay đổi mà tinh thần dân tộc không thể thay đổi. Cũng vậy, cái kim thân Phật này có thể ném bỏ làm cái chơi vật liệu gì khác, nhưng mà Đức Phật không ai có thể làm được, không thể bỏ được. Kim thân Phật này người ta có thể làm được, được không? Ân Đức Phật không ai có thể làm được. Nên khi mình nhìn cái thân này nghĩ đây là cái hiện tượng Đức Phật, bây giờ mới có bước lớn nè, bây giờ mới có phước lớn. Rồi nhìn đây là ông Phật thua rồi, tưởng phước không phải phước, thua rồi, bị tà kiến nằm đó đúng không? Có hiểu chỗ này không? Bây giờ hiểu chưa? Dạ, hiểu. Nếu bây giờ mà đánh rễ hay đánh rễ đàng hoàng nè, nhìn ngắm đà để 2 giây con kính lễ ân Đức Phật, chiêm nghiệm sao là đánh rễ con kính lễ ân Đức Phật như đó là 2 giây thôi, tăng kết quả cực kỳ. Nó là cái phước của trí đó, cái tâm thiện của trí đó. Nó quỳ xuống lại xong không phải nha. Thì cái người á mà lễ Phật á, vậy có ai chối cãi về cái điều này không? Cái người mà cung kính ân Đức Phật, bằng thân đó, mỗi lúc mà mình lễ cách nghiêm trang đàng hoàng rồi đó, không có gấp gáp gì đâu hết á. Mình chiêm hiền ngưỡng cái kinh Phật xong, nghĩ đây là cái biểu tượng của ân Đức Phật sao?
mình lại đó điều á thì thân xinh đẹp. Đây cái thân tướng Đức Phật rất là đẹp nè. Rồi á, một cái nữa này, cái quả phụ của nó nữa, cái quả phụ của nó thôi là có sức mạnh, có sức mạnh. Cho nên khi mà mình lễ Phật, mình lễ cách hời hững, một cách hời hợt đó, nó thân cũng có đẹp vậy nhưng mà nó yếu xìu à, thân nó yếu. Đề Bà Đạt La, Đề Bà Đạt La đó, kẻ mà chống Đức Phật á, có sức mạnh đó, không kém Đức Phật bao nhiêu rồi. Đức Phật đó, có sức mạnh khoảng bằng 10 con voi chúa, thì Đề Bà Đạt La cũng khoảng 5-6 con, chút ít rồi. Tại sao vậy? Ngài Đề Bà Đạt La, Đề Bà Đạt La đó, mình cứ chê nha. Trong hiện kiếp này á, Đề Bà Đạt La, Đề Bà Đạt La này á, là chống Đức Phật đúng không? Là mình bị ấn tượng đúng không? Mình gọi cái ý là mình chống Đề Bà Đạt La, phải ghét mà. Ai chống Phật thì tự nhiên mình cái đó là cái khuynh hướng tự nhiên rồi đúng không? Phải chống cái, chống người thân của ta là ta ghét thôi, có phải không? Phải chống người thân của ta là ta ghét thôi. Mà Đức Phật là người thân mình không? Đức Phật có phải người thân mình không? Thầy mình mà, ông tổ mình mà, có ai nói mà ông Phật không phải là ông tổ mình không? Tổ tiên mình chống tổ tiên mình bực không? Bực chứ. Nó là lẽ thường tình. Nhưng mà quên cái hậu quả của ông này. Hôm nay á, sau một cái 100.000 kiếp trái đất nữa, sau kiếp này xuống 100.000 kiếp đất nữa, ráng chạy đi chứ không có nốt hậu này mệt lắm. Ráng chạy chỉ quả là hán chứ. 100.000 kiếp trái đất nữa, ngày này thật là một người chết. Phật Độc Giác. Vì Phật Độc Giác này á, có biệt hiệu là Bộ Sư Phô. Bộ Sư Phô. Ngày gầy đét, ngày gầy gầy vô cùng gầy luôn. Lý do là làm chảy máu Phật. Trong cái kiếp này nè, Bà Đa La làm chảy máu Phật nè, xô đá xuống, lăn lá làm chảy máu Phật á, do cái quả đó đó. Cái đó là nghiệp ác thì thân đúng không? Thân cái bái giờ thân không? Nó liên hệ tới thân. Cho nó có xương khô, có xương khô. Và đồng thời á, ngài bị một cái nghiệp khác nữa. Bởi vì chia rẽ tăng cho nên ngài mở miệng ra rất là hôi. Rất là hôi. Đó là cái ngữ nghiệp ác nè. Mà khi mà ngài đi bác á, lỡ mà đụng ngài á, gặp ngài đó thì cúng dường đi, không chịu. Cái ông sư gì thôi, ông thầy gì mà hôi quá, chết. Hiểu không? Bây giờ đâu Phật Độc Giác rồi. Mà ngài rất ít, ngài hạn chế, ngài biết hay ngài hạn chế đó mà không có đi á. Mà cái số mình nó hên tới mức độ gặp ngài rồi mình chê cái rồi. Gặp Đức Phật Độc Giác hơn không? Hơn lắm à. Cúng dường bắt con coi, giàu không? Lễ cái coi, cung kính không? Cung kính lại cái coi, nó sanh vào vòng tốt không? Hơn không? Hơn lắm à. Mà xui cái người gặp hơn vậy á. Hơn gặp xui đó, che cái là thấy thua luôn. Có hiểu chỗ này không? Nè, bây giờ chạy trước đi, cố gắng chạy trước đi. Cho nên á, mọi người nói là không dướng mắt một cái gì ở đời hết á. Mà mình thương Đức Phật mà ghét Đề Bà Đạt La, có ai dướng mắt không? Có ai dướng mắt không? Mà Đức Phật có dạy mình dướng mắt ở đời không? Không. Mình học nhiều mà có hành không? Có không? Rồi ráng có giùm đi. Nha.
Nếu mà chúng ta nãy giờ lưu quả là chúng ta phải hiểu lưu quả nó là thân tốt đẹp nè. Thì thân thôi, thân có sức mạnh nè. Rồi ta thân nó có sự đàng hoàng. Về thân thôi, chưa nói sự cung kính. Nếu mà cái ý thật sự cung kính tái sinh là dòng dõi cao sang, thấp nhất cũng là con của đại gia, thấp nhất nè, tức là con của trưởng giả đó. Còn không nữa, nó tức là nếu mà thấp nhất đó, là cái dạng mà bây giờ chúng gọi là công tử đó, hay là tiểu thư đó. Dạ, còn không á thuộc gì sinh nhảy dòng hoàng tộc, do dòng hoàng tộc, dòng dõi cao sang trong thời đại, con vua cháu chúa đó. Nếu thật sự đúng cung cảnh sinh vào đó, nên đừng có rễ biết cơ hội lỡ có đảnh lễ rồi, đảnh lễ cho nó nghiêm túc một chút. À không đảnh lễ không sao, chứ còn nó cái đảnh lễ mà cái nửa tốt nửa xấu á, thân thì đẹp lắm mà đi cà lật á, mẹ cũng vui rồi, vừa đi vừa quét nhà phải không. Thân thì đẹp lắm mà vừa đi quét nhà lại không vui rồi đúng không, có hiểu ý của nó không? Mà cái cung kính Phật này mà đúng nghĩa là cái gì, cái dòng dõi cao sang mà đạo quả cũng có khả năng từ ở chỗ này. Nếu vậy đó, ta nghĩ là do bước một con cung kính này đó nha, cho con được ở dòng cao nhất của thế gian. Mà dòng cao nhất thế gian nó không có dòng nào cao hơn thế gian hết, chỉ trừ có dòng thánh mà thôi. Cái dòng thánh là dòng cao nhất ở thế gian. Đức Phật phải thuộc dòng thánh không? Ngài Xá Lợi Phất là một Kiều Liên phải thuộc dòng thánh không? Bà Bí Sa Ca phải thuộc dòng thánh không? Ông Cấp Bồ Đào phải thuộc dòng thánh không? Để kiếm được cái dòng đó đó, dòng đó là cao nhất á, cao sang nhất á nè. Vua còn phải đảnh lễ Phật nữa phải không? Dạ phải. Vua Bình Sa đảnh lễ Đức Phật hoài vậy. Nè, cao nhất. Mày ra cái dòng thánh á, đạt vô được cái dòng thánh rồi á, thì bèo bèo gì á là muốn khổ cảnh khỏi cái khỏi mất công đi tới đúng không? Dạ. Lại lọt vô dòng thánh rồi đó, thì thấp nhất á, là bốn cái khổ cảnh cũng không bao giờ đi tới đó. Đó là chứng quả Vô Lậu đó. Quả Vô Lậu quả thấp nhất đúng không? Mà người chứng quả Vô Lậu thì bốn khổ cảnh sẽ không bị đó chứ. Bờ cái cung cảnh này thôi, nhận đó. Bây giờ cũng vừa. Bây giờ cũng vừa tùy theo, bây giờ cũng vừa nè. Cũng vừa một thật. Bây giờ quý vị đặt bát đó, thì nhớ làm sao đáng đặt được. Nhớ nguyện dùm nhé. Ai chăng thì là nó sẽ cho lực. Mà đặt bát á thì sẽ không bao giờ đói trong dòng sinh tử của họ. Nhưng mà nếu mẹ biết kẻ là mẹ không do con cúng dường vật thực này, ta tăng cho con cúng dường vật thực này đó, xin cho con đừng đói. Bát trong ngọt. Cái người không đói không khát, cái người không còn ái. Cái người nào còn đói còn khát nữa còn ái. Không đói không khát, người đó an toàn không? Cái người đó chứng đắc được đạo quả, nhất quả A-la-hán. Bậc A-la-hán không còn đói khát gì cả. Còn kẻ nào còn đói khát và còn ái, nguyện sao con đừng có đối khác trong luân hồi, nên là con không còn cái ái dính mắc ở trong luân hồi nữa. Hồi đó có một câu chuyện, có một vị tỳ khưu á,
bắt chước Đức Thế Tôn ngày thực hành khổ hạnh á, ổng lại đăng ký sợi dây Đức Thế Tôn mà đắc quả đó là trước nhiên ngày phải thực hành khổ hạnh, xong rồi cái chuyển qua cái ấy, bây giờ mình cũng vậy, mình sẽ thực hành khổ hạnh đến mức độ nào đó cái mình chuyển qua mình trung đạo như Đức Thế Tôn, mình mau đắc đạo quả vậy đó, thực hành khổ hạnh đó. Nhưng mà Đức Phật á, Đức Thế Tôn của ta có sức mạnh bằng 10 giây phút mở vô cho thằng ta. Rồi vậy thì cô này không có sức mạnh đâu. Nè, thấy người ta giác đá không bất cứ giác đá. Người ta giác nổi mình giác sao đá sập đè chết luôn. Thì cũng vậy, vậy thì cô này á thực hành như vậy đó. Cứ ngày ăn đứa con ngày ăn 7 ngày ăn họ cái hột đậu, 7 ngày ăn hột mè đó cũng bất chết. 7 ngày ăn hột đậu. Mà Đức Thế Tôn á còn chịu nổi nghe, còn vị này 7 ngày hồng đậu chịu nổi, đứng kế bên cái vách đó đói quá kiệt sức ngã đứng chết, đứng chết ngay tại chỗ, chết lúc tư thế đứng đứng, mà do cái sự tu tập đó, nó rất là tốt, giới hạnh rất là tốt, rồi tái sinh lên. Cái này phải nghiệp thị vào thân không, dùng thân tu tập đúng không, có phải không? Mặc dù hơi lợp chút xíu đó, mình tái sanh lên đứng ở vợ đây là đứng có cái trong cái thiên cung đó. Tái sanh vô trong cái thiên cung là một cái cung chủ của một cái thiên cung lớn, thì mấy bà thiên nữ mới thấy ông thiên cung chủ tới rồi, bắt đầu tới chào hỏi kia. Cái lúc đó cái vị này vậy thiên cung này, vậy thiên cung chủ này chết mồ, thiên nam thiên nữ tới đồng qua thì nhắm mắt lại. Lúc đó còn đang nghĩ mình đang tu tập mà chết còn chưa biết luôn, chết còn chưa biết mình chết luôn, ghê. Cái nhắm mắt lại đó, mấy bà tiên nữ biết là ông chủ mình lên chưa biết là như thế nào á, mới cầm một cái tấm gương á, cái gương đồng sáng á để canh á, không có vừa mở mắt ra thấy im mở mắt ra coi, còn mở mắt ra để cái gương lại nhìn ngó thấy mình ở trong gương, nó kỳ ai à. Mới rồi coi là mới biết mình là quý mà là mình chết, tái sanh làm cái vị tiên tử trên này, mới ngẫm nghĩ ông này mới biết mình ấy rồi, mới ngẫm nghĩ Đức Thế Tôn này nói với những thiên nhân mà có tranh lên thiên nhân á, mà nếu muốn á sẽ tới Đức Phật nghe nhanh chóng, Đức Thế Tôn nhanh chóng, và nếu ta là thiên nhân thật sự ta là thiên nhân thì cái viên cá mấy thiên nữ theo ta xuống thành đại Đức Phật. Giờ xong rồi ông ra khỏi thiên nữ là ra toàn bộ thì theo xuống thành đại Đức Phật. Thế vậy thì thiên nữ này mà Đức Tôn cái rừng đó gọi là rừng si, cái đám thiên nữ này như là ngạ quỷ vậy, tức là bám vô ổng á, nghĩa là bám vô ổng giống như cái loài ngạ quỷ vậy. Thiên nữ mà kêu là ngạ quỷ cũng ghê. Nếu Phật nào nó thiếu pháp lên nữa, đúng cái khi thiếu pháp vừa xong đó thì này trong phẩm tương kinh đó đừng ấy gọi đường si, phẩm thứ nhất của tương kinh đó, phẩm cái thiên mà tương hưng chi thiên đó, như vậy thì thôi đó. Những Đức Phật này trả lời xong ấy, cái nhóm này chứng nó ta không thiên tử chứng quả gì luôn về trời luôn. Thì dùng cái thanh nó là chứng được trả lời thì đừng có nói khác nguyện, đừng có nói khác trong vòng luân thôi, mà đặt bát cái đặt bát không là không chịu nguyện giùm, mà không nói khác trong vòng rồi tức là không còn cái ái nữa, cho nên ái nhỏ mà tôi thấy không chịu đó. Biết câu đó không? Chị nghe cái chân y nói hoài à, cho mê ái nọ mà tôi tha 4 triệu, cái 4 triệu trôi rồi mê ái còn đây, cái gì còn mê ái không, mà cho mê ái nọ tôi tha 4 triệu, 4 triệu trôi rồi mà ái mê ái nọ vẫn còn đây mới ghê nè. Đó, giờ dùng thân này cũng được tập rồi, dùng thân này để tốt
tu tập. À, vậy như tu tập á, mỗi cái này tu tập thiền nè, tu tập giới nè, rồi tu tập về quán nè, tức là mỗi cái nó có một cái quả riêng của nó. Ví dụ quý vị tu tập về giới, giữ giới để chắc chắn, nếu mà giữ giới nghiêm túc á, năm giới là giữ á, cái người mà giữ giới năm giới á thì thấp kém nhất, thấp kém nhất giữ giới. Giữ giới là phải bằng thân không? Giữ giới bằng thân thì giữ giới ba giới nè. Nếu người cư sĩ chỉ có là tâm sát, tâm sinh, tâm trọn, tâm cấp và tâm gì nữa, tâm tại và ảnh trong dục. Tài danh này nó lại không đủ nghĩa. Cái giới ba của người cư sĩ đây á là cam nghi xuống. Cam nghi xuống là ở trong dục, trong năm dục, trong sắc thinh hương vị xúc. Cam á là ngũ trần á, sắc thinh hương vị xúc đó, là dục đó. Cam nghi xuống là ở trong cái dục đó. Cam nghi xuống biết cha cha là cha ra là thực hành là làm, biết cha ra là thực hành là làm, biết cha là không đúng sai quấy, làm không đúng ở trong dục. Ví dụ như mua vé số nè, thấy ai mua vé số không, ai đánh đề không, ai cá độ không, đó là cái làm đúng ở trong dục. Về Ramani Sika Bá Đăng, con xin dân giữ điều học là cố ý. Về Ramani là cố ý đúng không? Tại về Ramani đồng nghĩa với, nó đồng nghĩa với Kitana, mà Kitana mình dịch là cố ý đúng không? Mà ngài và tôi nghe ngoài và tôi học tâm việc của chữ này là cố Banati Bata Ve Ramani Sika Badang Samadhiya Mi. Con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Thế đây nè, nhớ thứ ba đó. Kame Suk Mikya Chara Ve Ramani Sika Badang Samadhiya Mi. Đó, sinh nhân giữ điều học là cố ý tránh xa tự làm sái quấy ở trong dục. Cái tài danh nó chưa đủ hết, chưa hết. Tài danh chỉ là quan hệ bất chánh thôi đúng không? Phải không? Chưa hết. Đánh bài nè, nhiều người là đọc kinh chút xíu buồn ngủ, đánh bài suốt đêm không sao nè. Coi hai cuốn kinh nha, buồn ngủ coi tiểu thuyết cuốn này qua cuốn kia, Quỳnh Giao rồi Anh Hùng Xạ Điêu rồi Tiên Long Bát Bộ rồi đêm này qua đêm kia, coi quyển kinh xong đó hơi buồn ngủ, 10 phút 15 phút là ngủ. Chuyện này có không? Tại sao vậy? Thôi tại sao mình coi quyển kinh 10-15 phút là buồn ngủ à, mà coi cái đoàn dự rồi đó, coi hết rồi còn muốn kiếm thêm để coi nữa cho đã. Tại sao vậy? Sư nói trên đời này không có gì mà ngẫu nhiên hết nha, tất cả nó đều phải có nguyên nhân nha. Tại sao vậy? Tại vì mình bị đắm chìm ở trong cái bị đắm nhiễm. Đắm nhiễm cái gì thì tới cái phần kia chúng ta sẽ tới nữa, sẽ tới tiếp. Tính đại là không có gì, tại sao vậy? Tại sao ngồi thiền chút xíu mới 15-20 phút mà
nó đau lưng, nó nhức mỏi mà quýnh bài suốt đêm sao thấy khỏe khoắn gì đâu. Bãi xã mà đánh bài á, nó phải cai mê số không, nó phải trong vụ không, phải không? Thức không chịu, không chịu, không chịu thức để mà hành thiền hay gì á. Nhưng hôm nay mình super đá dê gì đó sân chi tất cả 2 giờ thôi là thức dậy rồi, mà 2 giờ giờ đó để ngồi thiền được không? Tốt không? Một cái dùng thân để là tạo thiện đúng không, một cái dùng thân để tạo bất thiện đúng không, ngồi cơ bóng đá là dùng thân để tạo bất thiện gì nữa. Vô đá cái bể cái tivi phải không? Có phải ngồi đó để coi bóng đá là dùng thân để tạo bất thiện không? Mà nó nằm cái giới này đúng không? Nó thuộc về thân mà, cây mê số bức tê ra này. Làm sai quấy trở công, dột. Là tu gì khó quá ha. Tu giải trí cũng cho nữa phải không? Phải không? Rồi. Rồi đi dùng thân này để đi xem nhạc kịch. Có không? Nè. Xem nhạc kịch á, dạ cổ hoài lan khóc, khóc xiết mướt diễn trên đó. Tại không có coi, đừng có lắc đầu. Coi bà cái cù mà dạ cổ hoài lan coi. Cười cho đã nó hơi khóc, nó ào lên. Mà cái nhà hát thành phố dám tuyên bố à, chúng tôi sẽ tặng cho các vị được rồi đồng thời lấy hết cái gì mấy cái bài ở cái bản đó rất là hay, bài đó hay, Thành Lộc diễn rất là cảm động. Đó chứ ha, đó con biết chứ. Tại sao này Thành Lộc không còn nữa thì nghệ sĩ Việt Anh thế, Việt Anh đúng thế. Nếu khi mà đó thấy bên này khóc khóc tùm lum á, trời ơi, nó ảnh ảo rồi sao mà khóc chi trời. Ngồi bắt cái cười, tại sao khóc? Mình sẽ coi trên mạng chứ không coi trong rạp coi đâu. Coi cho nghe em đồn đồn quá đi, rồi làm cho lên coi như thế nào phải không? Để thấy thiệt, cứ dễ rất có cảm động. Tại sao phải khóc? Chuyện giả, tại sao phải khóc? Không mà lọc dễ rất là hay. Nghe ta đồn phải tới rồi sang cái đã. Mà làm sao không đấm nhiễm đó, thì làm đó. Biết mà không bị đấm nhiễm thì là đó, cái mà đừng nên dùng thân này để tập nè, mình chạy vô bây giờ giữ giới nè, giữ giới ba giới mà giới thứ ba này khó giữ nhất, dễ nhiều lắm, tại vì không tà hạnh trong cái không làm sái quấy trong dục rất là rộng đó. Mà giữ được về thân ba giới này á, giữ ba giới về thân hai giới là nữ, hai giới là nữ, một giới là nữ, đó là không có nói lời, là nói lời chân thật đó, không có nói chưa đủ. Muốn dùng mút sa ba đa là không nói dối. Nói chủ mút sa ba đa là cái lời nói, mút sa có nghĩa là táo là lẫn lộn. Tên mút sa ba đa dịch là nói dối á. Ba đa là cái lời nói, ba đa là cái lời nói. Mà mút sa là đảo lộn. Đảo lộn. Nhưng mà giờ đó, không nói dối đó, thì cái dịch vậy đó. Nhưng mà thật nghĩa của này nó là nói chân thật.
nói cái thật này nè, mới đúng nghĩa. Mà làm thế nào nói chân thật được á, không phải là có sao nói vậy người ơi đâu nè, không phải là cái chuyện bà này mà nói xấu bà kia đem cái chuyện là tôi nghe bà này nói xấu bà kia vậy đó, vậy là chân thật không phải đâu nha. Mặc dù cái lời của người này nói xấu người kia đúng không, đúng rồi, đem cái lời người này mình nói lại cho người kia nghe đó, nó tôi nói thật ra đó, nói chân thật ra không phải nha, mà cái đó là nói đâm thọc, đó là nói đâm thọt đó, thọt bên này chửi bên kia chơi mình đứng giữa đó, mà bắt hỏi là có nói dối được đâu, có đâu. Cho nên nói chân thật nó khác nghĩa nói dối, nói dối là có sao nói vậy, nhưng mà nói chân thật cái trong này nó phải là có lợi, nói có lợi mà giữ được nghiêm túc như vậy thì bảo đảm sẽ không rơi số 4 khẩu cảnh ở trong kiếp sau. Kiếp tới là không bảo đảm à, tới kiếp này giữ giới đúng không, giữ cách nghiêm túc đúng không, bảo đảm kiếp sau xong rơi số 4 khẩu cảnh, chỉ bảo đảm kiếp sau thôi nha, kiếp tới là không bảo đảm nha, ở kiếp sau là bậy nữa đó chứ sao, đâu ai bảo đảm đâu, hiểu chỗ này không, tại kiếp này nhờ giữ giới nghiêm túc thì chắc chắn là kiếp sau sẽ sanh được con người, nhưng mà chỉ kiếp này thôi, chỉ kiếp sau đó thôi, rồi cái kiếp sau đó là phá giới kia là rớt xuống đáng chịu, giới bất trì nhân thiên lộ triệt, giới không giữ, giới bất trì, giới không giữ. Giới bất trì là giới không giữ, nhân thiên lộ là con đường người trời, nhân thiên lộ là con đường người trời, triệt đóng lại, bị đóng lại. Mà giữ giới này được làm người sướng không? Sướng không? Mà giữ giới là phải từ thân mình có không? Nè. Cái người giữ ý giữ giới bằng tâm được không? Cái người giữ giới bằng tâm được không? Cái người giữ giới bằng tâm được không? Tôi không phải giết người thôi, hôm qua tôi không có giết chúng sanh nào thôi. Nè. Tôi dẫm nát nó thôi được rồi, mà tôi không có ý giết nó, tôi không được không, không được nha, không được nha, giữ giới bằng tâm nha, không có được nha, giới nào về thân thuộc về thân, giới nào về ngữ thuộc về ngữ, chứ không phải gì giới thân mà dùng tâm mà giữ thì không được nha, hiểu không nè. Giống như đây uống rượu đã, nhưng mà tại tôi không có ý uống rượu thôi, đây người ta ép tôi uống rượu tôi uống thôi, chứ tôi ý tôi không muốn, nên tôi không phạm giới được không, tôi không uống rượu đâu, tại ta ép tôi uống, ý tôi không uống rượu đâu, à, người ta ép tôi uống, phải không, vậy tôi không phạm giới được không, nói vậy được không, hiểu không, hiểu chưa, bài hôm nay tới đây đi, còn nữa hôm nay mới có giữ giới với cung kính thôi, thì cũng vừa một thật thôi, chưa kể giới ác nha, chưa kể giới ác nha, chưa kể trên hư không địa đàng không ai không như đâu, đồng sinh mai nghĩ cứ điều chúng tôi âu thì không dám thắng, cái mơ thì tỏ an như âu vàng kim hồ cánh hoài nạt tay, chúng sanh được hưởng phước vàng hạnh đâu, chúng mai vui tu đau màu tu hành tinh tấn hoa vô sinh nhờ sự phước báo, chúng con đã chăm sóc làm đây hãy là ơn duyên để dứt bỏ những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi đông trong ngày bị lên. Bây giờ trước khi về hỏi quý vị chút xíu nè, ví dụ như quý vị bố thí đó bằng thân hay là bằng ngữ? Bố thí bằng thân hay bằng ngữ?
Má trường hợp là báo viết bằng ngữ đâu. Bây giờ gửi người ta nha. Bây giờ mình cúng dường, mình cúng dường xong gửi người khác đi tới chùa đó để cúng dường đó. Đó là mình làm việc bằng thân nghe bằng ngữ. Ví dụ bây giờ mình cũng muốn cúng dường ra chùa đó đúng không? Thì mình nhờ người khác đi tới đó để mình cúng dường đó. Phải không? Trường hợp này có xảy ra không? Như vậy người đó thực hiện là ngữ thiện hay là thân thiện? Ngữ hay thân? Vậy quả như thế nào? Bây giờ quý vị muốn cúng dường, ví dụ cúng dường chùa đài đúng không? Phải không? Nhờ ai đó đi tới chùa đài cúng dường đúng không? Quý vị không tự đi đúng không? Như vậy cái nghiệp này là nghiệp ngữ hay là nghiệp thân? Nghiệp ngữ là thân. Vậy thì cái nghiệp ngữ thiện đó nó sẽ cho quả gì biết không? Biết chết liền. Để từng sao tết.